được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên về phong thủy. Kênh thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, những người đàn bà, phụ nữ lẳng lơ, ngoại tình hay đam mê nhục dục quá độ vẫn thường được coi là điều tối kỵ. Chính duyên cũng một anh chồng, lẳng lơ cũng chẳng nằm không đêm nào. Đàn ông thường tốn không ít công sức chỉ để biết được người phụ nữ của họ có phải là người đoan chính, trung thủy hay không. Tuy nhiên theo nhân tướng học, việc tìm hiểu người phụ nữ ngoại tình thông qua tướng mạo, xem tướng người đã được nhiều người sử dụng. Trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về những người nét tướng đặc trưng ở người đàn bà phụ bạc, lẳng lơ, dễ dàng phản bội. 9 nét tướng đàn bà ngoại tình như cơm bữa, đàn ông nhất định phải biết đến để tránh lấy làm vợ. Da mặt trắng, pha hồng, nhuận có nhiều tàn nhang. Phụ nữ nếu có làn da trắng hồng là người đào hoa, được nhiều người xếp hàng theo đuổi. Lúc còn trẻ hay khi về già, sức hấp dẫn của họ cũng không hề thuyên giảm. Thế nhưng tướng phụ nữ có làn da trắng cộng thêm nhiều tàn nhang thì đây lại là nét tướng của người háo xâm. Họ xem trọng chuyện tình dục, dễ dàng sa ngã vì đàn ông khác, dẫu đã có chồng con để huề. Bên cạnh đó, người phụ nữ có nét mặt đời thường, người phụ nữ có mặt đẹp, người đời thường được gọi là mặt hoa da phấn, thường được nhiều người yêu mến. Người phụ nữ có đặc điểm này hoặc là mặt trắng có nhiều tàn nhang đều ham muốn tình cảm cao và dễ có xu hướng ngoại tình. Theo như các thầy tử vi, đây đều là những người có số đa phu, không hưởng hạnh phúc trọn vẹn. 2. Nhân trung có màu đỏ tím, phía trên nhân trung là mũi, phía dưới là miệng. Mũi và miệng có hình dạng tương tự như bộ phận sinh dục của nam và nữ giới. Tướng học căn cứ vào đó để phát hiện ra rằng phần lớn phụ nữ chìm đắm trong hoan lạc, nhục dục đều có một đường vạch ngang màu đỏ hoặc màu hồng. Tùy theo chi hoan nhiều hay ít, nhỏ như sợi tơ nhện, phải tinh mắt lắm mới thấy. Nếu như ta xét dấu hiệu đó xuất hiện thì có thể biết là người phụ nữ đó quả là đã có gì rồi. 3. Phụ nữ có phần cằm nhọn. Người có tướng cằm nhọn là người khá xinh đẹp và ưa nhìn. Cằm nhọn là một điểm nhấn quan trọng trên khuôn mặt. Và cũng là vì ưu thế này nên có thể họ đang tận dụng khả năng của mình để câu kéo những người khác. Phụ nữ mang nét tướng này đều theo nhân tướng học, chính là người ham muốn rất cao chuyện chăn gối. Họ có thể yêu một người chỉ vì chuyện ấy hòa hợp và cũng có thể bỏ một người vì không đáp ứng được chuyện ấy. Vậy nên tương lai không xa, người này sẽ ngoại tình phản bội chồng con nếu cảm thấy người chồng khó đáp ứng được điều mình mong mỏi. 4. Đôi mắt long lanh ngấn lệ, nước mắt chỉ đôi mắt luôn long lanh như ngấn lệ. Đôi mắt ấy chỉ khiến đàn ông một khi đã rơi vào thì không bao giờ thoát ra được. Sự đượm buồn, lãng mạn của nàng sẽ khiến mọi đàn ông muốn được che chở, bảo bọc. Những tưởng cô ta đáng thương nhưng thực tế cô nàng mắt ướt là kẻ thích cướp chồng người khác. Họ có kế hoạch dụ dỗ, mê hoặc và lôi đàn ông có vợ lên giường chỉ trong tích tắc. Thậm chí ngay cả người đàn ông ngoại tình với họ cũng không thể ngờ rằng vì sao mọi chuyện có thể tiến triển nhanh đến vậy. 5. Nhân trung dài và sâu hoắm. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có tướng nhân trung dài, sâu là người vô cùng ham mê chuyện gối chăn. Họ có thể không có ý định lăng nhăng ngoại tình, nhưng nếu lấy phải một người đàn ông không biết quan tâm gối chăn hoặc gặp vài người khác dụ dỗ thì người này rất dễ siêu lòng. Đối với mối quan hệ này, hôn nhân thường rất khó lòng hạnh phúc. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã nhau vì hoài nghi, sống mà không tin tưởng, luôn cảm thấy đối phương. Luôn dối gạt thì sẽ chẳng thể nào vui vẻ được. Người đàn bà có tướng này nhất định sẽ phản bội chồng khi gặp được người khiến họ vui vẻ, chuyện gối chăn, chăm sóc được họ. 6. Mắt có cuồng thâm đen, bọng mắt to. Người có tướng bọng mắt thâm đen là người vô cùng ham hố chuyện chăn gối. Họ dễ dàng ngã vào lòng người đàn ông khác, ngay cả khi đó là lần đầu gặp gỡ. Họ thích được sống trong cuộc sống tự do chăn gối như thế. Vì thứ mà họ muốn chính là điều này. Người đàn ông nào bên cạnh họ không đáp ứng được nhu cầu ấy chắc chắn sẽ bị phản bội, hoặc ngay cả khi họ được sống vui vẻ, người phụ nữ có tướng này vẫn tơ tưởng tới những người đàn ông khác để tận hưởng cảm giác tươi mới hơn. Tuyệt đối không thể tin tưởng người phụ nữ có nét tướng này và đừng bao giờ trao gửi chọn yêu thương. 7. Phụ nữ có khuôn mặt quả dưa. Phần má quá hóc, không cân bằng với mặt là dấu hiệu của những người phụ nữ mồm miệng khéo léo nhưng lại không đáng tin cậy. Họ thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng, không chịu được khó khăn vất vả. Bởi vậy, nếu như đối phương không thể đem lại cuộc sống vật chất như mong muốn, thì người phụ nữ này có thể sẽ phản bội, chạy theo mối quan hệ mới. 8. Đôi môi dày dặn, vành môi cong.
Người này giỏi ăn nói nên cuốn hút nhiều người khác giới và có thể vì điều này nên họ vô cùng lăng nhăng. Họ thích được nhiều người theo đuổi, yêu thương, chiều chuộng. Chồng không phải người duy nhất họ trao gửi tấm chân tình. Tướng này thường không thật thà, hứa rồi lại quên nên khó lòng tin tưởng. Đối với cuộc sống hôn nhân, họ cũng không thực sự chân thành. Họ muốn đàn ông phải vây quanh mình và coi họ là nữ hoàng. Có chồng chỉ là bức bình phong, còn thực sự họ sẽ luôn muốn có cuộc sống phóng túng, tự do với các mối quan hệ của mình. Không chỉ người có bờ môi quá dày mà theo tử vi phong thủy về con người thì phụ nữ môi mỏng chưa nói đã vọng động là tướng tà dâm, mê nhục dục. Nữ giới môi mỏng không những thích nói chuyện thị phi mà còn thiếu trung thủy và chân thành. Những người phụ nữ này thường bị ngoại cảnh đưa đẩy tới ngoại tình. 9. Mắt nhiều lòng trắng hơn, lòng đen nhìn ngang liếc dọc. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên nhìn vào đôi mắt ấy, người ta có thể đoán được phần nào tính cách của một người phụ nữ có đôi mắt lung liếng, liếc ngang, liếc dọc, đong đưa sẽ là người luôn thích thay đổi ngay cả chuyện tình yêu. Họ không thích đứng yên một chỗ, không thích yêu mãi một người, vì vậy họ sẵn sàng ngoại tình. Nếu cảm thấy ở bên người khác hứng thú hơn hoặc không thì người này cũng sẽ gợi mở, mời gọi những người khác phải ở bên yêu thương mình, màn tán tỉnh. Mắt có nhiều lòng trắng càng chứng tỏ đây là người phụ nữ có tâm địa không tốt, luôn thay trắng đổi đen hai lòng. Quý vị thân mến, dựa vào nhân tướng học, chúng ta không chỉ có thể nhận biết được những đặc điểm người phụ nữ lẳng lơ, phụ bạc mà còn nhận diện được người đàn ông đào hoa, lăng nhăng. Đàn ông đôi khi tự cho mình cái quyền được phong lưu đa tình mà quên mất rằng phụ nữ có thể nhận diện rất nhanh gương mặt của kẻ bạc tình. Bởi lẽ đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ, chân đạp hai thuyền, việc ấy sẽ lộ diện rất rõ trên gương mặt. Người ta thường nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, yêu đương và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Vì thế chị em cần suy nghĩ thật cẩn trọng trước khi quyết định gắn bó cả đời với ai đó. Đặc biệt là với những người đàn ông có tướng mạo dưới đây, thường có vận đào hoa làm khổ người phụ nữ bên cạnh mình. Quý vị hãy hết sức lưu ý. 1. Nhân trung to và dày. Chính nhờ có nhân trung to và dày nên họ cực kỳ hiếm khi nói lời xin lỗi. Đến với cô gái nào mà họ sở kịch bản lừa tình, khi đã no sôi, chán chè thì sẵn sàng quất ngựa truy phong, đem con bỏ chợ. Họ có vẻ ngoài hào hoa, phong nhã, nhưng trên giường lại là loại đàn ông thô kệch, động tác mạnh bạo quá đà. Tuy nhiên phụ nữ yêu bằng tay nên rất dễ mắc câu tiếp người này là càng bị họ phũ bao nhiêu thì đàn bà lại càng tình nguyện lao vào bấy nhiêu. Kể cả khi đã lập gia đình, họ cũng không sửa tính cách mà chỉ khéo léo chùi mép thêm hơn. Có lẽ kỹ năng người chiếu đã khiến họ khỏa lấp được sự đau đớn và ghen tuông của các chị em chăng? 2. Mắt lúng liếng đưa tình. Đàn bà mắt ướt chuyện thường nhưng đàn ông mắt ướt cực kỳ khó lường. Chuyện gối chăn nếu mắt cười lúc nào cũng đầy tâm trạng, chưa nói đã cười lại càng hấp dẫn thì các cô gái nên tránh xa. Anh ta đang sở hữu đặc điểm của người đàn ông ngoại tình cực kỳ điển hình. Gặp phải loại người đàn ông này, nếu vào giai đoạn vượng vận đào hoa nhất của họ, từ 35 đến 45 tuổi, thì bạn sẽ không thể nào thoát khỏi lưới tình của họ. Người chưa kết hôn dễ đam mê giường chiếu quá độ, ai đã lập gia đình rồi thì sẽ tìm mọi cách chiêm chuột bên ngoài. 3. Lòng trắng có nốt ruồi. Đàn ông ai có nốt ruồi trong lòng trắng cực kỳ đào hoa, chỉ cần liếc mắt đưa tình là khối người trúng đạn. Đàn bà con gái thường tự động tìm đến hiến dâng, chứ họ không mảy may tốn công đi săn hay dụ dỗ kiểu người này. Tính cách đa dạng, không chân chất, chưa đến mức gian manh nhưng khá xảo biện. Nếu đối phương giàu có, đem lại lợi ích vật chất lớn, họ cũng sẵn sàng bỏ ngoài tai dư luận, dứt tình với vợ con để đi theo tiếng gọi trái tim mình. 4. Nổi nếp nhăn đào hoa trên mặt. Nếp nhăn đào hoa là nếp nhăn ở vị trí cuồng mắt, thường nó sẽ kéo dài ra quá đuôi mắt. Càng dài nghĩa là càng chủ nhân của nó, phong lưu, đa tình và càng đam mê vào thú vui giường chiếu quá đà. Nếu kết hợp với một đôi mắt thâm cuồng, không cần đen mà hình thành bọng mắt lớn thì càng nguy hiểm. Thường đàn ông có nếp nhăn này thuộc tiếp người sợ vợ, nhát gan nhưng lại thích đánh đu, đổi gió ngoài luồng để thay đổi khẩu vị. Chỉ cần quen mùi là lần sau họ sẽ tự động tính kế để thực hiện chót lọt. Lâu dần nếp nhăn sẽ lộ rõ, đậm và dài hơn. Cánh đàn ông môi mỏng, dày không đều nhau, rất thích tình một đêm, vụng trội khi sống xa nhà, nhưng tuyệt đối không bao giờ bổ bịch hay nghĩ đến chuyện bỏ vợ bỏ con. 5. Môi mỏng, dày không đều nhau. Thường môi dưới sẽ khá dày nhưng môi trên cực kỳ mỏng lại tạo là kiểu môi vành hấp dẫn chị em vô cùng. Khi nói chuyện họ thích liếm môi, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dắt như rót mật vào tai.
Họ rất ít khi nói thật, thường là chị kể lể những chuyện bên lề, không đâu, lại rất cuốn hút. Cánh đàn ông kiểu này thích tình một đêm, thích vụng trộm khi sống xa nhà, nhưng tuyệt đối không bao giờ bổ bịch hay nghĩ đến chuyện bỏ vợ, bỏ con. Đừng dại dột mà làm thân với họ, họ đủ chiêu để dụ dỗ bạn lên giường rồi sẵn sàng đá không thương tiếc. 6. Nếp nhăn ở đôi mắt lộn xộn. Nếu đôi mắt có nhiều nếp nhăn nhưng lộn xộn cộng thêm cơ thể nặng mùi, ấn đường cao rộng thì phái nữ cần đặc biệt dè chừng. Đây là tuýp người ăn tạp, họ không chê bai ai bao giờ, món ăn nào cũng thích nếm thử. Chính vì thế dù có làm gì, ở đâu, với ai, họ cũng đều sẵn sàng, à ơi gợi tình. Một khi dục vọng đã lên cao thì bỏ qua tình nghĩa vợ chồng, con cái bấy lâu ngay lập tức. Lạ ở chỗ là họ có rất nhiều bồ, khéo chiều chuộng và che giấu nên có thể bắt cá nhiều tay một lúc mà chính thất không hề hay biết. Đàn ông có lông mày mọc loạn xạ thì được liệt vào dạng ham vui, hám của lạ. Nếu vợ không đáp ứng đủ nhu cầu gối chăn, họ sẵn sàng đủ mọi mánh khóe để thỏa mãn nhục dục. 7. Lông mày mọc loạn xạ. Đàn ông có lông mày mọc loạn xạ thì được liệt vào dạng ham vui hám của lạ. Trong nhân tướng học, nếu lông mày càng thô, khoảng cách giữa hai mắt càng gần thì họ càng thực dụng, đam mê chuyện ấy vô độ. Họ sẵn sàng lừa đảo, làm những việc trái pháp luật để thỏa mãn nhục dục. Nếu vợ không đáp ứng đủ nhu cầu gối chăn, nếu lông mày họ mọc lộn xộn nhưng thưa và mỏng thì họ sẽ qua lại với đối tượng gái quá, bà mẹ đơn thân hoặc đàn bà quá lứa lỡ thì do điều kiện kinh tế không được phép tiêu hoang. 8. Đi như sói, hôn như hổ. Đi như sói là kiểu người, khi đang đi mà quay đầu ngoái nhìn lại phía sau thì chỉ có đầu cử động, toàn thân đứng yên. Hôn như hổ là ngấu nghiến, nhồm nhoàm, hôn lấy được. Tiếp người này ăn nói nhã nhặn, tính cách chu đáo, tử tế, đường hoàng, tử tế, nhưng đôi khi lại có ánh nhìn vô thần, cười ngây dại. Họ thích ở một mình khi nói chuyện nét mặt lạnh lùng nhưng thật ra tâm can độc địa, vô cùng bạc nghĩa. Đàn bà con gái với họ chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục, rất hiếm khi có được người họ yêu thật lòng. Nếu lập gia đình cũng chỉ là vì hoàn thành nghĩa vụ với mẹ cha hoặc bị ép gả. Chính vì thế họ không xem trọng cuộc sống hôn nhân, thường xuyên đi chăn rau, giải quyết đam mê giường chiếu bên ngoài, nhưng rất giỏi giữ mình tránh để lại hậu họa. Quý vị thân mến, hôn nhân và tình yêu có khoảng cách khá xa, hãy thật tỉnh táo để không làm lỡ dở hạnh phúc cả đời của mình nhé. Tất nhiên, sự tin tưởng, bao dung và thấu hiểu luôn là chìa khóa mở cửa hạnh phúc cho mọi người. Hãy tin rằng rồi chúng ta sẽ tìm được người xứng đáng để gắn bó cả đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm thích và đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.